Hey, xin chào tất cả các bạn. Rất nhiều bạn đang nhắn tin cho mình hỏi là làm sao để ứng tiền được của nhà mạng Vinaphone. Nói thật với các bạn, đang đàm thoại hoặc là đang lên mạng mà hết tiền thì không thể ngay lập tức mà có thẻ cao hoặc là nhờ ai đó nạp tiền được. Thì giải pháp ứng tiền là giải pháp tốt nhất để có thể tiếp tục sử dụng. Vậy cách ứng tiền của nhà mạng Vinaphone như thế nào? Mời các bạn truy cập vào website vinaphone.vn.com. Tại trang chủ website vinaphone.vn.com ấy thì bọn mình đã liệt kê rất nhiều các gói cước cho các bạn. Trong trường hợp các bạn cần lên mạng hoặc là nghe gọi miễn phí thì hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với chi phí rất rẻ. Có các gói cước từ sử dụng trong ngày, sử dụng trong tuần hoặc là sử dụng cả tháng, thậm chí là cả năm miễn phí. Nói chung các bạn cứ vào trang chủ vinaphone.vn.com rồi lựa chọn một gói và đăng ký. Hoặc là có thể vào menu. Đấy, bọn mình cũng tập hợp rất nhiều các thông tin, các gói tập hợp lại cho các bạn đấy rồi. Gói ưu đãi ngay, gói data khủng, gói gọi rẻ, gói giải trí, tùy theo nhu cầu của các bạn. Cứ vào đây, tìm cho mình một gói phù hợp để đăng ký. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ứng tiền của nhà mạng Vinaphone và cách ứng làm thế nào nhanh nhất, được nhiều tiền nhất. Thì các bạn hãy vào mục tin tức. Ở đấy thì có rất nhiều thông tin cho các bạn để các bạn có thể sử dụng sim Vinaphone một cách hợp lý và nắm rõ được nhất. Ví dụ như hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra tại sao sim Vinaphone của mình bị trừ tiền, cách mở sim khi bị khóa, rồi các gói cược rẻ, kiểm tra dung lượng, cách chia sẻ data, nhận data từ Vinaphone. Nói chung rất nhiều. Một khi các bạn đã vào đấy thì cứ tìm đọc đi, có rất nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm đến tiêu đề bài viết là cách ứng tiền điện thoại Vinaphone nhanh nhất. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn khi xem xong clip ấy thì kéo xuống phần mô tả, click vào link để đọc, để tìm hiểu thêm cho nó rõ ràng và biết được các cú pháp hướng dẫn một cách chính xác nhất. Nhớ click vào link ở phần mô tả nhé. Ok, bây giờ ngay khi hết tiền rồi thì chúng ta sẽ thực hiện ứng tiền như thế nào? Ứng tiền mạng Vinaphone thuê bao di động trả trước cần thỏa mãn các điều kiện như sau. Thứ nhất là thuê bao trả trước có thời gian kích hoạt tối thiểu 3 tháng và tiêu dùng tài khoản chính của tháng trước đó ít nhất là 15.000 đồng. Thứ hai, trong 2 tháng gần nhất, mỗi tháng quý khách đã tiến hành nạp tối thiểu 10.000 đồng trên một tháng. Thứ ba, thuê bao nhận được SMS mời tham gia ứng tiền của Vinaphone. Thứ tư, thuê bao có lịch sử hoàn ứng tốt nếu trước đó đã từng ứng tiền. Ok, nếu các bạn đã thỏa mãn một trong 4 điều kiện trên thì bây giờ chúng ta sẽ sang cách thức để ứng tiền. Về cách ứng tiền, cách thứ nhất, ứng tiền chủ động qua đầu số 1576. Các bạn soạn tin UT, viết tắt của chữ ứng tiền đó các bạn, rồi gửi 1576 hoặc là bấm sao 1576 kết thúc bằng nút OK hay thường gọi là nút gọi đó các bạn. Nếu đủ điều kiện sẽ có một SMS thông báo mức ứng tiền, phí dịch vụ trả về thuê bao của bạn có thể là từ 10% đến 30% số tiền ứng. Nếu bạn đồng ý thì soạn ý gửi 1576, như vậy là sẽ thành công. Cách thứ hai, ứng tiền từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng qua đầu số 1576. Bạn sẽ được gửi tin nhắn mời đăng ký dịch vụ ứng tiền tự động nếu thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và có tài khoản chính ít hơn hoặc bằng 5.000 đồng. Soạn tin nhắn UTD gửi 1576. Số tiền ứng có thể là từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng trên một lần sẽ được cộng vào tài khoản chính thuê bao của bạn. Để đồng ý ứng tiền thì bạn soạn tin nhắn ý gửi 1576. Lưu ý, tin nhắn mời ứng tiền Vinaphone chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm thuê bao nhận được tin nhắn. Nếu thuê bao xác nhận ứng tiền sau thời gian này, việc ứng tiền sẽ không còn hiệu lực. Cách 3, ứng 3.000 đồng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn không đủ điều kiện sử dụng 3 dịch vụ ứng tiền ở phía trên, 2 dịch vụ ứng tiền ở phía trên ấy, thì quý khách có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền với cú pháp nhanh chóng, đó là 6911 thăng OK để có vay 3.000 đồng để sử dụng.
Về cách ứng tiền này thì bạn chỉ cần là thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều, ít nhất là 1 năm và có số dư tài khoản tạm thời trong thời gian ứng ấy là 300 đồng. Như vậy là với ba cách như trên thì bạn có thể lựa chọn một cách, và đặc biệt là cách thứ ba thì các bạn có thể đăng ứng tiền thoải mái. Tại website vinaphonevn.com thì cũng có rất nhiều thông tin gọi cược cho các bạn để đăng ký và sử dụng. Nếu các bạn đã ứng được tiền hoặc là nạp được cạc thì có thể ghé lại website vinaphonevn để lựa chọn cho mình một gói để sử dụng. Ở đây có những gói tới 3 GB một ngày, 4 GB một ngày, đồng thời chơi game lên mạng là miễn phí. Nói chung có rất nhiều gói cược, các bạn cứ vào và tìm hiểu, đảm bảo sẽ có một gói phù hợp cho các bạn. Đặc biệt hơn thì tại bạn có nhu cầu mà sử dụng data cả năm thì có thể ghé fanpage về bên mình. Tại đấy thì bọn mình cũng giới thiệu một số các loại sim khủng, các bạn chỉ việc vào lựa chọn và nhận một sim. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để ứng tiền nhanh nhất của nhà mạng Vinaphone tại website vinaphonevn.com. Nếu các bạn đang thiếu tiền thì nên ứng, và nếu ứng thành công thì nhớ lấy lại một comment hoặc là một like để ủng hộ mình. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn sau khi xem xong clip thì cứ kéo xuống phần mô tả và lựa chọn cho mình một gói phù hợp nhất để đăng ký và sử dụng. Có rất nhiều gói cược nên các bạn cứ yên tâm. Các bạn thấy clip này hay thì nhớ like và share, nhớ chia sẻ với bạn bè cùng biết và cùng sử dụng dịch vụ ứng tiền của nhà mạng Vinaphone. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.